một câu chuyện rất đẹp, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó, tự nhiên tất cả đều trùng lại, đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình đi em trai. Dạ em xin chào anh MC Quyền Linh. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ ở phía bên kia. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng ạ. Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa, kìa hoa ngôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Một màn chào xuân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc. Đúng rồi ạ, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa ạ. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch và khu du lịch này có một con thác được bình chọn là đẹp nhất thế giới, đó chính là khu du lịch thác Đam Ri ạ. Wow. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Em xin gửi đến bạn nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không. Mai anh về Bảo Lộc với em không, nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu giấu mình trong chiếc áo, đêm phố thị sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay, hai mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng, có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ, nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẫn đâu đây nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Đam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm, một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời ơi, chị mượn sao mà nó ngọt ngào, nghe ai cũng muốn về Bảo Lộc hết trơn. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đến đây một cái nơ. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi, mình nói luôn về ưu điểm của đúng mình rồi đi nè. Dạ, ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán, mạnh mẽ ạ. Em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm. Các vấn đề về đi làm, kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá. Em là một người hết mình vì công việc ạ. Cho nên là đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc, cho nên là em thường hay mang việc về nhà, cũng như là không chăm sóc bản thân mình
Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và lừa vừa là nhược điểm của em. Luôn luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhược điểm lớn nhất của em đó là hay quên. Em rất là hay quên. Em hát em quên lời. Dạ, dạ đôi lúc cũng có ạ. Trời dạ, dạ. Em còn hay bị là một cái là hay nổi nóng. Dạ vâng, em lâu lâu em hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà cái việc nóng tính của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi. Sau đó là em lại bình tâm lại. Một vài phút là đủ gây ra tai nạn rồi. Một vài phút có đủ để làm tổn thương những trái tim đơn lẻ rồi. Thì đó là một cái nhược điểm lớn nhất của em. Em rút lại một vài giây được không? Em rút lại một vài giây được không? Em đổi lời lúc nào em nóng tính em hát được không? Dạ, dạ cũng được luôn ạ. Ừ, dạ, lúc vậy đó... đi cho nó nhẹ nhàng đi. Dạ vâng ạ. Không. Với lại lúc nãy em có nghe bạn nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Thôi nhà gái, em con đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ 3 năm anh ạ. Trời 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm chia đó. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm hả? Dạ. Chị qua chị nhiều chuyện coi nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc cũng khá trai lắm à. Dạ giờ chị lại. Thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Thấy chưa? Thấy chắc khá là rồi. Có 3 mối tình đấy. Chắc là thấy khá rồi đó. À, lúc thật sự là chính xác là 3 mối tình. Ừ. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó. Nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn đấy. Có đủ luôn. Thật ra nãy giờ á, mình nghe cô gái nói thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn. Thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải nịnh đàn gái chứ tôi thấy là đàn gái ok. Rồi giống người Nhật quá ta. Xinh xắn dễ thương, bản lĩnh. Tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Bây giờ mong muốn nhà gái có bạn trai như thế nào à? Một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có. Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Có lương thiện không em? Dạ. Khó trả lời, đừng hỏi điều đó, nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi hỏi có lương bổng hay không thôi. Lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em? Dạ lương, lương cũng bay bổng vậy lắm đó. Dạ lương em cũng bay bổng vậy lắm. Người ta quan trọng lương bổng thôi. Giờ hỏi cô gái đâm ri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với 2 chị gái của em ạ. Trời dạ ơi. Chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh xắn. Người ta chỉnh chu chưa? Mời những cô gái Bramri. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em, chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay. Nhìn thấy bạn nam thì cũng khá là dễ nhìn, hát rất là hay. Nhà chị là 4 chị em gái, bé Như là con út thì mọi người trong nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á, thì mọi người hoàn toàn bất ngờ vì bé Như là một người rất tự lập. Ở trong bạn đấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói bây giờ tôi mới ngược lại nhà trai. Bảo trọng nha em. Bảo trọng nha em. Rồi, còn đây là chị hay là em của nhà gái? Dạ em là chị ạ. Chị thứ mấy? Dạ em chị thứ 3 ạ. À, em thấy ảnh sao?
Em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc đó. Dạ, nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là... Ở không thôi hả? Không phải là ở không. Bé ở nhà có gia đình hả? Dạ. Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gã thêm bé này nữa. Để tụi tôi lo mấy vụ này hết cho. Rồi, bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em. Đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. À, rồi, chào em chào trai. Chào trai ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu em tên là Kiên ạ. Thì nãy giờ em ngồi nghe bên nhà gái đã chia sẻ có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc ạ. Dạ, mới nhìn người Bảo Lộc thôi, nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó. Dễ thương á. Nghe đã đôi tai thiệt. Những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Anh Bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh rất là khó. Rất là bấp bênh. Cái đó là cái mà nhà gái chú ý ha. Em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở nào. Anh chào em. Như những cặp đôi khác, họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau. Dạ. Nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy. Là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó. Anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Anh xin phép đeo lắm. Đây chị cầm đó, chị cầm cái hộp đó. Chị đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy. Giật ra, trời ơi, ông rung. Em rung quá. Rồi đeo đi. Em thông cảm với anh ơi, rung lắm. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn chứ. Bây giờ em trai về đây ngồi đi nào. Chưa, nhà gái chưa tặng quà. Ủa nha. Ủa gì con? Trời hôm nay ơi, em nữa. Mang từ Lâm Đồng lên một bức ảnh, một bức tranh tặng anh ạ. Anh có thể mở cái bức tranh này ra để em nói về ý nghĩa bức tranh được không ạ? Ok. Em phụ anh nha. Ok. Em gửi tặng anh thác Đam Ri. Đây là biểu tượng của quê hương em. Và em tặng món quà này gửi tặng anh. Và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy. Đó là trong trái tim anh. Rồi đem về đây đi nào. Dạ rồi. Bây giờ tới lúc mình hai đứa trò bấm nút chuyện luôn không? Hai đứa bấm nút luôn không? Bấm nút luôn. Bấm nút luôn. Anh nhìn rất là lịch lãm ạ. Còn anh nghĩ gì về em ạ? Đúng, đây là cái gu của anh rồi. Chắc là ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi chương trình này, anh sẽ có một người gọi là người yêu của anh. Anh đi đâu nữa vậy? Nếu như ngày hôm nay em không bấm nút thì em vẫn hy vọng anh có thể làm bạn và có thể dẫn gia đình anh cũng như bạn bè đồng nghiệp anh đến quê hương em. Và thật sự là cái rung động ban đầu nó rất là cần thiết á. Nếu như mà em làm anh buồn thì em mong rằng anh cũng có thể tha lỗi cho em nha. Cổ nói vậy hẹn hò sao mà em đưa ra thử cái vấn đề coi sao. Anh nghĩ là quá đó, chắc là có những vấn đề gì
mà chúng ta chưa có hiểu được với nhau, thì anh nghĩ là cái bước sau này, sau chương trình này thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Còn cho nhau một cơ hội hay không thì cứ để thời gian sẽ quyết định. Mới vô nói xa xôi quá vậy. Chắc là cô này cũng hơi lo lắng về chuyện xa xôi đó. Cái mong muốn của em là gì? Thật sự là em cũng muốn một bạn ở gần nhà em một xíu. Tại vì là em là con út và em muốn là làm sao mà mình lo được cho mẹ nữa. Người ta dọn nhà lên ở luôn rảnh được không? về khoảng cách để em lo cho gia đình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ hỗ trợ em được. Tại vì vấn đề rất là dễ, cho nên em đừng có lo quá. Bảo Lộc cũng hát rồi sao? Thành phố Hồ Chí Minh cũng hát mà. Anh nghĩ là có một ngày nào đó anh sẽ đem tiếng hát của anh lên tận trên Bảo Lộc để hát cho em nghe mà. Ben nghe câu này Ben cũng hơi lo. Chắc sắp có một người bỏ Ben. Nói vậy rồi thôi mình quyết định thôi. Nào, bấm nút là chúng ta quyết định hẹn hò với nhau. Còn nếu như chúng ta cảm nhận không rung động, chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. À, rồi, em gái không bấm. Thật ra một câu chuyện rất đẹp, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó, tự nhiên tất cả đều trùng lại, đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Dạ. Để bán trà, uống trà. Dạ vâng. Để nghe đọc thơ. Dạ. Dạ cho em cởi luôn. Nó nặng lắm. Để đi. Dạ để luôn hả? Ừ để đi. Gì vậy? Gì mà nó rối vậy? Nó nặng lắm. Cái để đi, dễ thương mà. Cứ yên nguyên đi. Rồi giới thiệu đi bạn. Dạ, em thứ nhất hả? Em giới thiệu trước luôn hả? Ừ giới. Dạ. Em tên là Phạm Viết Nguyễn. Hiện tại là em đang là nhân viên IT của công ty môi trường Bạn Liên Hoa. Thì năm nay em 27 tuổi. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Làm việc ở Bình Dương luôn. Dạ Bình Dương luôn. Nhân viên IT, 27 tuổi. Dạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ, đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, toàn thể quý vị khán giả cùng bạn nam bên kia. Em tên là Võ Thị Thu Hương, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở Long An và hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên kế toán ạ. Nhân viên kế toán. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ, em có ưu điểm là em là người giàu tình cảm, có thiên về gia đình. Biết quan tâm, chăm sóc người khác, là người có trách nhiệm ạ. Còn khuyết điểm của em tự nhận thấy em là người có vẻ hơi rụt rè trước đám đông và người hơi thẳng tính ạ. Rồi, mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em hả? Thì ưu điểm của em là gần như là em không biết uống rượu, uống bia. Tức là mọi rượu bia là em không thể uống được hết. Rồi thuốc lá cũng không hút. Còn khuyết điểm của em thì cũng giống vậy luôn. Tại vì nhiều bạn bè em nói là gì đâu mà trai mà bia rượu mà không uống được miếng xíu nào hết rồi. Thì em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Rồi, ưu điểm cũng là khuyết điểm, tùy theo quan điểm người nghe. Em thấy anh nói như vậy thì theo em đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Em thấy cũng có mặt lợi, cũng là vừa là ưu vừa là khuyết điểm. Anh ơi, ví dụ mà em rủ anh đi chơi, em hay tụ tập bạn bè lắm rồi rủ anh đi chơi, anh không uống rồi anh có cho bạn gái uống hay là như thế nào không? Thì uống cũng được thôi, anh không uống anh chở em về được mà. Thì cũng được. Bạn nam, hồi nãy bên đây mình chưa nghe rõ tên tuổi của bạn mà có thể dạ, giới thiệu lại. Em tên là Phạm Viết Nghĩa. Viết Nghĩa hả? Dạ. Phạm Viết Nghĩa, quê ở đâu em? Dạ em ở Bình Dương. Bình còn Dương. Ba mẹ em thì gốc em thì ở ngoài Bắc ạ. Dạ. Mình bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 91 thì 26 hoặc là 27 gì cũng được chị. 7. Rồi, bây giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên á em hồi sinh viên, hồi lúc đó thì do hai người không có định hướng hai người định hướng khác nhau. Anh thì muốn là sau này về quê sinh sống, còn định hướng của em là sau này làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, nên là không hợp, hai người chia tay ạ.
Còn về mối tình thứ hai á, thì là do quan niệm là người người Bắc họ không có thích người miền Tây. Dạ, em hỏi anh Nam bên kia luôn ạ. Anh chờ, có chờ anh một phút, chờ anh một phút nha. Anh đang thay đồ cái đó. Anh nghe, anh nghe, nghe. Rồi, bắt đầu, mời em gái. Anh ơi, anh quan niệm thế nào về người miền Tây anh ạ? Anh thấy thì miền nào thì cũng vậy em. Ai sống ở đâu thì mình, cái tính cách của mình do tự mình quyết định thôi, chứ đâu có mà miền hay là ở đâu đó mà nó quyết định được. Ví dụ như hồi trước anh có nhiều người bảo là quê Thanh Hóa thì nó rất là sao đó, đánh nhau thì để anh cũng có nhiều bạn bè ở Thanh Hóa cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu em. Còn cái việc em nói định hướng tương lai gì đó, giờ bên đó Đồng Nai, ủa em định lập nghiệp ở đâu em? Dạ em ở Bình Dương và em cũng đang làm việc ở Bình Dương luôn. Bình Dương. Dạ. Mà bây giờ ví dụ như mai mốt lấy vợ rồi về Sài Gòn lập nghiệp được không? Em có nhà ở Bình Dương luôn chị. Có nghĩa là phải về là Bình Dương lập nghiệp đúng không? Dạ, tại vì nhà em cũng ở Bình Dương rồi. Thì em cũng đi học với lại đi làm trên thành phố, đi học trên thành phố luôn chị. Rồi bạn gái, dạ. Giờ mình có thay đổi quan điểm chưa hay là vẫn là giống như hồi xưa là vẫn thành phố Hồ Chí Minh? Bình Dương thì cũng gần thành phố Hồ Chí Minh, tùy theo bạn nam kia có tình cảm có đủ lớn hay là đủ lớn để em về đó sinh sống đúng không rồi. Ạ? Ở đâu không quan trọng, miễn dạ, yêu là được ha. Dạ đúng ạ. Bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ dạ chưa. Anh ơi, vậy anh có ngại khi mà trước anh em đã quen hai bạn trai được không ạ? Dạ bình thường mà, đâu có gì đâu em. Dạ luôn hả? Không chị, cái dạ nó rất là hay chị. Ví dụ như mà chị nói dạ với một đứa trẻ thì đứa trẻ nó hay nói theo mình á. Thì nhiều khi em hay nói chuyện với con nít á, nên em hay chỉ nói chị dạ để mà nó dạ theo á chị. Ý nói Tường dạ thì chút Tường phải dạ theo nó đó nha. Dạ không cần đâu, vậy tổng thọ em chết luôn á. Rồi mà tại sao chưa có mối tình nào? Dạ hồi xưa thì lúc mà em đi học thì ba mẹ nói là học đi rồi mốt rồi tính. Thì em học xong rồi em học cao đẳng, thì học trường cao đẳng thì em học chuyên ngành xây dựng vậy. Nhưng mà vô ngành xây dựng thì không có gái nữa. Vô đó thì cứ rồi xong em học xong rồi lại đi bộ đội. Rồi cứ đi bộ đội rồi về lại kiếm việc làm rồi nó tùm lum, nói chung là cuộc sống nó không có thời gian để mà đi kiếm ai á chị. Vậy nếu mà vậy không có thời gian, vậy giờ nếu mà anh quen em á thì thời gian đâu đi chơi? Không, giờ có em, giờ rảnh lắm. Thiệt. Giờ rảnh lắm. Rồi, bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là trước tiên là phải có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình của mình, có chính kiến. Và người có tính hài hước một tí thì tốt ạ. Hai mình đã vui đó. Em hài được dạ. Không? Hài hước anh nãy giờ. Em thấy anh nói chuyện hài hước không? Dạ bạn trai thì cầm tầm cao cao hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên ạ. À. Hình của anh 1m75 ạ. Hơi tròn tròn thì tốt ạ. Gì mà dữ vậy ta? Ủng hộ nhà trai dữ vậy ta? Tò mò quá chị. Còn gì nữa không? Nói luôn là chị qua, còn cái yêu cầu dạ, gì nữa không? Đủ rồi chị. Em có không thích cái gì ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai mà lượm thượm không gọn gàng rồi hay càm ràm á, là em không thích. Rồi. Thích bự con ha, cao cao ha. Cái gì gì trốn đi đâu ông? Làm gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy ông đưa cái mông cho tôi hả? Vậy được luôn hả? Ừ vậy đó. Được không? Vậy đó rồi sao? Nặng lắm luôn mà Quyền Linh không cho anh tháo. Ảo thuật gia hả? Dạ biết chút chút. Có biểu diễn được món gì không? Dạ cũng được. Chút biểu diễn ha. Dạ có, chuẩn bị hết rồi. Để chút biểu diễn cho bạn gái coi. Ngồi ngồi xuống đi để mà nó tháo rồi ra đi nhăn. Thắt cái cổ chết à. Mặc từ trong kia ra thì để y nguyên để ngồi cho bạn gái coi chứ. Rồi. Em có biết lý do tại sao em chưa có bạn gái không? Dạ chắc tại do lầy quá. Lầy lắm hả? Dạ. Lầy sao em, cái lần nào là em cảm thấy em lầy nhất là em làm cái gì? Nói thì em chọc mà nhiều khi nó vui nhưng mà không nên, người ta nói là vui mà không nên vui quá. Em thường thường em hay vui quá. Là kiểu như chọc ta mà bị vô duyên quá hả? Đúng, đúng rồi, nó vậy. Mà có khi nào bị ai quýnh chưa? Dạ chưa, tại nó không dám. Tại thấy em bự quá nó không dám. Dạ đúng rồi, không? Dạ, đúng rồi. Muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ
Thì em thì chưa có bồ, bây giờ cũng không biết nữa. Đưa tay coi. Dạ. Dạ thun thun. Em đi thun vô đây chi vậy? Biểu diễn. À. Dạ. Tưởng thun bụt tiền. Trời ơi, móng tay để chi dài dữ vậy? Dạ đây đi đánh guitar. Biết đánh guitar nữa hả? Dạ, bên đây cắt, bên đây có. Trời ơi, sao đất không vậy? Không có đất rồi, nó bị nảy đâu kia, nó bị dơ trong kia, đen. Rửa đâu mà chưa có sạch. Bình thường có ở sạch không? Dạ có. Có hả? Rồi cái bị cái tật là mồ hôi dầu nó ra thôi à. Hồi đó giờ có cua ai không? Dạ có. À, không được hả? Dạ không. Sao kỳ vậy? Nói chung là hồi trước em chắc cua lộn người á chị. Hả? Cua ai là cua lộn người? Tại vì thời gian của em giống như là nó hai cái thế giới khác nhau luôn chị. Lúc em đi làm thì người ta nghỉ, mà lúc em nghỉ người ta đi làm. Có cây cái loại đó là vô ngoài. Bây giờ chừng nào lấy vợ? Dạ thì em nếu mà quen tầm được 6 tháng hoặc là năm thì lấy. Nhà dưới đó là nhà của ai? Dạ thì nhà đó thì em có một cái nhà riêng, ba mẹ em xây riêng. À. Dạ thì nói chung là ba mẹ em tính là nói là đuổi mày ra cái nhà đó, nhưng mà chừng nào có vợ thì đuổi mày ra. À, có nghĩa là cũng gần nhà ba mẹ nhưng mà đều là ở nhà riêng. Dạ. Tức là muốn đuổi lắm rồi. Mấy bữa nay chắc là chắc mấy tháng nay là ngày nào cũng cứ mày đuổi vậy. À, giờ có vợ là đuổi liền luôn đúng không? Dạ, đuổi liền luôn á. Dạ. Rồi. Có cái điều gì em không thích cho người phụ nữ không? Dạ câu này khó nè. Dạ không. Cái gì cũng thích hết. Dạ. Tại ế quá mà. Dạ đúng rồi, ế cỡ nào cũng được hết à. Bao vui thôi, chị chỉ dám bao vui thôi, còn cái gì khác chị không biết. Chưa có người yêu người ta chắc ăn rồi, chuẩn bị rồi. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Dạ. Đây cũng dễ thương, chị cũng dễ thương ha. Dễ thương. Anh vui lắm á. Dạ, em thấy vui rồi. Em khá vui không? Em, ảnh thấy anh lầy lầy cũng về cái team của em thì nó cũng hợp. Em có điều gì mà làm em không bằng lòng đối với những người đàn ông? Không bằng. Dạ em chỉ thích là ý em không bằng lòng là một người không có trách nhiệm thôi. Không có trách nhiệm. Dạ đúng. Cái đó thì đúng, không bằng lòng rồi. Ở với nhau mà không có trách nhiệm thì không bằng lòng, còn gì nữa không? Em dễ lắm, chỉ nhiêu đấy thôi. Nhiêu đấy thôi. Dạ. Ăn uống gì có khó không? Thôi khỏi ăn uống, khỏi hỏi hai người này. Ghen không? Dạ em không ghen. Em nấu món gì ngon nhất? Em nấu mấy bữa cơm gia đình, món gì em nấu cũng được ạ. Nấu món gì cũng được ha. Dạ. Ăn món gì cũng được luôn. Dạ không ạ. Cũng tùy ra. Chứ có món em ăn được, có món em không ăn được. Món gì ăn được em? Gì được rồi. Món nào ăn cũng được để bên đây ăn. Bây giờ mình đi có người thân đi theo không em? Dạ em đi với lại chị họ em với lại mấy chị thân của em ạ. Rồi cho chị gặp bên nhà gái đi. Alo, dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo như em là chị họ của Thu Hương, thì tính của Thu Hương ở nhà rất là vui vẻ, hòa đồng. Nhưng mà con cái là chị ta kỹ tính lắm. Hay thẳng thắn, không thích gì là nói thẳng mặt vậy đó. Nhưng mà có cái là rất là tình cảm. Thích người khác chiều chuộng mình, năng niu mình lắm. Cái mà lơ là quá là giận dỗi hơn á. Em nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Theo như nãy giờ là em quan sát cái bạn trai bên đây á, là bao vui rồi đó. Về đội tem lầy lội của chị là rất là hợp. Nhưng mà chị có cái quan... Chị thấy em là như chưa có bạn gái bao giờ đúng không? Dạ. Vậy thì chị hỏi em là ví dụ như em quan niệm như thế nào về cái tính chung thủy của một người... mà sau khi em lấy vợ về chung thủy hả chị? Em nghĩ là chung thủy đó là ví dụ như bản thân mình đi, nếu như ở tình đồng nghiệp hoặc là bạn bè khác giới thì cái đó không sao, ví dụ như đi quan hệ thôi, nhưng mà đừng có một cái mức quan hệ nó mà gọi là nó quá thân thiết, ví dụ như đụng chạm hoặc là những cái gì đó, ví dụ bạn bè vui vẻ thì không sao, nhưng mà đừng gọi là quá thân thiết thôi, chứ em chỉ nghĩ vậy thôi chứ còn không biết nói sao nữa. Dạ. Dạ, chị hỏi thêm một câu nữa là cái vấn đề này là hình như là ở nhà nào cũng có cái vấn đề là mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Thì nếu mà chị cũng hỏi, nếu mà xảy ra cái chuyện mà những vấn đề mà mẹ chồng nàng dâu á, thì em sẽ giải quyết như thế nào cho hai bên? Thì em nghĩ thì
Với lại thứ nhất là đầu tiên thì cái cuộc sống của em mà trước thì chắc chắn là ở riêng rồi. Bởi vì chính ba mẹ em cũng đã nói rồi là tốt nhất là ở riêng để tránh những cái tình trạng nó xảy ra. Cho nên gần như là gia đình em đã tính trước là cái đuổi người ra khỏi cái nhà đó chắc cũng. Còn ví dụ như nếu mà lỡ cưới thì hai vợ chồng tự lo lấy. Còn ví dụ như có con thì có thể là ông bà giúp đỡ hay là nuôi lớn thôi. Chứ còn lại thì mọi thứ là không quan tâm. Dạ, dự tính có con là mấy đứa em? Dạ. Dự tính có con là mấy đứa? Dạ, từ 1 tới 2 đi. Ok, rồi chị dạ. Chúc hai em hôm nay sau cái chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để tiến tới cho nhau tìm hiểu. Cặp đôi số 2 đã có buổi hẹn hò như thế nào? Mời quý khán giả xem tiếp ở tập sau nhé.